như trong cái kinh Song Tập. Đức Thế Tôn chỉ dạy trong một kinh, cái kinh số 19, kinh Song Tập. Song Tập là hai sự hướng tâm. Ngài dạy rất là rõ pháp hành cho chúng ta. Chư thị kheo, trước khi ta giác ngộ, khi chưa thành chánh giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: ta sống suy tư và chia hai suy tầm. Phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại tầm nào, ta phân thành phần thứ nhất. Phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, ta phân thành phần thứ hai. Thế Tôn tâm sự cho chúng ta biết, trước khi Ngài thành chánh giác còn là Bồ Tát, Ngài phân chia tâm của Ngài ra thành hai phần. Một phần là những suy nghĩ, suy tư, suy tầm về dục, về ham muốn, về nóng giận, bực bội, sân hận và về tổn hại. Đó là phần thứ nhất, là nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai là phàm có những cái suy nghĩ nào mà muốn rời khỏi dục, đi ra khỏi dục, thoát ra khỏi dục, xa lìa dục, những cái suy nghĩ nào không có sân, không có tức giận, cái suy nghĩ nào mà không có tổn hại, không có suy nghĩ tổn hại cho người khác, đó là thành nhóm thứ hai. Nhóm thứ nhất là ác bất thiện pháp, nhóm thứ hai là thiện pháp. Phải phân tâm vậy ra làm hai cái nhóm suy nghĩ. Bài kinh này hết sức là quan trọng trong pháp hành của chúng ta. Như thị kheo, để ta sống siêng năng, tinh tấn, không có buông lung phóng dật, diệt tâm, tinh cần. Khi có một cái sự si tầm nào về dục khởi lên, khi có những cái suy nghĩ nào về dục thanh khởi lên, ta liền biết bằng trí tuệ. Cái suy nghĩ về dục này khởi lên nơi ta, cái suy nghĩ về dục này đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả ai. Tiêu diệt trí tuệ, nó thuộc về phiền não, không đưa đến niết bàn an lạc.
Chứ thì kheo, khi ta suy tư như vậy thì cái tâm mà hướng về dục này á được biến mất. Hay Đức Phật chỉ pháp hành cho mình đó, đó là như lý tất ý đó. Cho nên chúng ta mới thấy cái chỗ mà lợi hại, cái công năng vĩ đại của nhân diện ngũ uẩn. Nếu mà mình không có biết thọ tưởng hành thức thì là một cái gói nùi ở trong đó, làm sao mình biết cái nào là hành, cái nào là thọ, cái nào là tưởng. Cho nên khi mà đã nhận diện ngũ uẩn rồi đó thì qua cái bước này là bước gì? Nhận diện là hoặc. Quét ra. Tẩy rửa những khấu nhiễm, những quế nhiễm, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Tại vì sao mà dùng cái chữ lậu và chữ hoặc? Lậu là tại vì mình không biết nó qua mặt mình. Trong vô lượng, vô biên kiếp nay mình chưa từng biết nó cho nên mới gọi nó là lậu. Chứ nếu mà mình biết nó thì đâu còn là lậu nữa. Vì từ vô thủy sanh tử kiếp cho đến nay, mình không biết nó, không thấy nó, nó qua mặt mình. Cho nên gọi nó là lậu. Thành ra cái chữ lậu đó nó hay sao lại? Vô cùng hay mà nó thâm thúy. Một sự rỉ chải, một sự thấm đẫm, một sự rò rỉ. Thì nó giống như chiếc thuyền mà có cái lỗ mọt như vậy mà mình không mới biết. Mình ở cho nên mình cứ ăn, cứ chơi, cứ ngủ, cứ nói, cứ thấy bình thường. Nhưng tới chừng mình hay là rồi, rồi. Hết cứu. Đó mới gọi là lậu. Hoặc là gì? Là mê hoặc, mê lầm. Không hiểu biết. Một sự mê lầm, mê hoặc, một sự không hiểu biết, nó rò rỉ, nó lén lút, nó âm thầm, nó qua mặt, nó hoạt động một cách tinh vi, xảo trá. Hay, 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 tuyệt vời. Bốn thánh trí về lậu hoặc là tối tôn, tối thượng, là báo vật vĩ đại, là thành quả tối thượng của bậc chánh giác cống hiến cho thế giới này. Bốn thánh trí về ngũ uẩn, bốn thánh trí về lậu hoặc là làm lên lịch sử mấy ngàn năm của Phật giáo. Và từ đây mà các bậc chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian này. Cho nên ta phân tâm của ta làm hai nhóm. Một nhóm bất thiện, một nhóm thiện, một nhóm ác và một nhóm thiện. Nhóm ác là nhóm gì? Dục, sân, hại. Đó là nói tổng quát, nói ra nhiều lắm. Tham, sân, si, vô minh, mạn, ngã, ta đây, hơn, thua, đố, kỵ, ganh, tị, phải, quấy, đúng, sai, thị, phi, nhân, ngã, bỉ, thử. Vô số. Nhưng đây nói tổng quát là dục, sân, hại. Mà mình phải hiểu. Thì những cái nó sanh khởi lên. Thì Ngài làm sao? Ngài quở trách nó. Những cái suy nghĩ này, những cảm giác này, những cái hình bóng này đưa đến hại mình, hại người, đưa đến khổ mình, khổ người, khổ cho tất cả. Đây là như lý thức ý đó. Đây là chánh tư duy đó. Đây là tuệ lực đó. Đây là sự
chỉ trích mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tự mình đi đánh mình. Cho nên pháp cú Đức Phật dạy, tự mình đi đánh mình, tự mình dò xét mình, tự mình chỉ trích mình là chỗ này. Tự mình quở trách mình, tức là mình dùng những lý thuyết ấy mình mắng chửi, la rầy cái tâm dục, cái tâm sân, cái tâm hại này. Mà bao nhiêu lần chúng ta đã chia sẻ về lý tâm ý rồi, nhà ngươi đi dục như vậy chưa đủ hay sao? Vô lượng vô biên kiếp nhà ngươi lang thang giống như con hồn vất vơ vất vưởng như vậy chưa đủ hay sao? Đam mê ưa thích luyến ái mệt mỏi rồi, hân tàn ma dại như vậy rồi, chưa đủ hay sao? Ở cái tâm ngu si mê muội kia thì tự làm hại ngươi, làm hại cho mọi người, như vậy ngươi còn chưa vừa lòng hay sao? Đây là gì? Là phiền não, là khổ đau, là đưa đến việc mất trí tuệ, không có đến sự hạnh phúc an lạc tịch tỉnh của Niết Bàn. Khi người quá chấp như vậy thì sao? Thì những suy nghĩ đó biến mất, mình thấy đó, ngài tu thuần thục, sức mạnh tài lực của ngài mạnh. Nhưng mà ở đây là chúng ta nhớ trong kinh là nói khẩu quyết không à, Đức Phật nói vắn tắt như vậy, nhưng mà nó không phải đơn giản như vậy, mình phải hiểu rộng ra, không phải chỉ nói một câu gì nó tan đâu, mà cả một cái cuộc chiến. Nhưng mà trong kinh không có kể hết cho mình nghe, chỉ nói khẩu quyết, nói định lý, mà từ trong đó mình phải vận dụng. Có những cái mình phải tác ý suốt ngày và suốt một tuần, có khi cả tháng, thậm chí mình tác ý là hàng năm. Chứ không phải nói ở mình, ủa sao trong kinh nói vậy, sao tôi tác ý hoài mà sao 7 ngày mà 1 tháng nhập thất, mà 2 tháng ra rồi sao cũng còn cái phản ngã. Nó giảm bớt, nó được nhìn thấy, nó được giảm bớt, chứ không thể ngay lập tức mà nó hết được liền. Nhưng mà có cái sự nhìn lại, có cái sự tắc ý thường xuyên, thường xuyên, thường xuyên thì nhất định nó phải đoạn giảm. Còn mình vừa buông lung, mình vừa phóng dật, mình vừa bỏ lơ quan cái rồi nó trở lại. Cho nên khi mà một ngày tắc ý vậy thì dục tầm biến mất. Những cái tâm hướng về dục đó biến mất. Chư tỳ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận dục tầm. Chúng ta thấy không? Đó rõ ràng rồi đó. Ta tiếp tục, tiếp tục trừ bỏ những cái chữ tầm ở đây là cái sự hướng tâm, những cái suy nghĩ hướng về cái đó gọi là tầm. Ví dụ như cái tâm của mình mà hướng về một cái người mình giận thì lúc đó sân tầm. Hướng về cái hình bóng của người mình giận, mình suy nghĩ những cái rồi mà cái hình bóng đó, mình phân tích những cái lời nói, những cái hình ảnh đó đó, và cái đó gọi là sân tầm. Chúng ta thấy không? Không có một cái gì mà Đức Thế Tôn mà bỏ sót hết trơn. Trong tâm mình có cái gì thì tất cả những cái đó Đức Phật đều chánh đẳng chánh giác, đều nhìn thấy hết tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ, tất cả sự vận hành hoạt động mang trái gian manh và xảo quyệt của các lậu hoặc trong thân tâm đều được Thế Tôn
soi sáng phơi bày vạch trần ra hết. Đó gọi là bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc a la hán chánh đẳng giả. Bốn thanh trí về ngũ uẩn, bốn thanh trí về lậu hoặc. Như vậy thì sao? Thì ngài mới đi đến cái chỗ là không còn một cái chút xíu nào bằng hột bụi của tham sân si bản ngã nữa, mà gọi là bậc a la hán lậu tận chánh đẳng chánh giác. Nếu còn một chút xíu lậu hoặc mà ngài chưa có niết phục đoạn trừ tẩy sạch diệt tận thì ngài không có thể gọi là bậc a la hán lậu tận chánh đẳng chánh giác. Chẳng những Đức Thế Tôn như vậy mà các bậc thánh giả đều như vậy hết. Cho nên các bậc đó gọi là gì? Là bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Và mình bây giờ mình nói con đệ tử của Phật ở trong chùa ăn hết cơm gạo, lậu hoặc không biết, ngủ quẩn cũng không hết. Nhận một cục thịt này làm tôi, làm của tôi, ai đụng vô một cái là ôi thôi. Suốt ngày cái tâm nó si tầm theo dục, theo ái, theo tham, theo sân mà không phát giác, không phát hiện gì hết trơn. Nhục không? Thật là nhục nhà. Thật là tội bại và hèn hạ. Thật là xấu hổ. Thật là tối hổ cho chúng ta. Sanh ra trong một cái thời đại mạt tận này. Chánh pháp không được nghe, gặp toàn là tà sư, tà pháp, tà nhân, tà đạo, tà kiến. Như tỳ kheo như vậy ta tiếp tục trừ bỏ xả ly và đoạn tận những cái dục tầm đó. Những suy nghĩ về dục, về sân, nó về hải. Trong khi ta sống không có phóng dật, không có buông lung, ta tinh tấn nhiệt tâm tinh cần, sân tầm khởi lên, hại tầm khởi lên, những cái tâm nó hướng về những sự khó chịu bực bội, chúng ta biết rằng là khủng khiếp lắm. Nhiều buổi sáng mình ra mình ngồi chút đó là mình ra là quấn khăn đây nè, đó quấn khăn quấn rồi mấy lớp này nè, thái tử tới gần đa là có khăn quá không? Định tâm giải của cái người chết ở trong nghĩa địa. Mà rắn rít như vậy trong cái bài kinh khiếp đảm và sợ hãi đó, chúng ta hãy về đọc cho kỹ, nghe cho kỹ. Ngài nói rồi nghe một tiếng đâm, mà cứ tưởng tượng là con rắn hay là những con mảnh thú, mà nửa đêm mà có một mình ở trong rừng mà phải chịu là nắng, chịu mưa, chịu bão, chịu rét, run bần bật, lạnh, đói. Nếu mà như vậy thì làm sao không có sanh tầm khởi lên, khó chịu bực bội chứ. Thì những cái đó là ngài phải nhiếp phục nó. Ta sống không có phóng dật, nhiệt tâm tinh tấn tinh cần, sanh tầm khởi lên thì ta cũng tác ý vậy. Những cái suy nghĩ về sân này là đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, là diệt trí huệ, dự phần phiền não, không đưa đến niết bàn. Cho nên người tác ý mạnh mẽ như vậy thì sân tầm là biến mất, thì khó chịu bực bội đó, biến mất. Chúng ta thấy không? Một công trình vĩ đại của thái tử Tất Đạt Đà. Mình dở sức tất cả mọi thứ đó, để dân tới miền như vậy đó, mà nhiều khi còn sân hận, còn khó chịu, còn bực bội. Mỗi khi vậy mình phải cảm thấy nhục, 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 nhục. Ăn không hài lòng, ăn không hài lòng, chỗ ở không hài lòng, mặt chê khen. Phải tác ý, phải tác ý,
phải tẩy sạch các cái lậu hoặc, phải để tâm thật là nhiều. Phải để tâm thật là nhiều. Còn nếu không nhục lắm, nhìn lên tôn tượng của Thế Tôn xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ, làm sao mà nhìn lên. Mỗi buổi tối, mỗi buổi sáng, làm sao mà nhìn lên, mặt mũi nào mà nhìn lên. Mình còn chất chứa dục tầm, sân tầm, hại tầm này, những cái si tầm về dục, về sân hận này, tức giận, bực bội này, thì muốn làm tổn hại người khác, nhục, tồi bại, hèn hạ, thúi tha và bẩn thỉu, hại mình, hại người, hại cả hai, làm tổn giảm trí huệ, dư vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Đây mấy câu như lý tất ý của Đức Phật học thuộc lòng. Hồi xưa các ngài, cái từ ngữ đó nhẹ nhàng, công đức trí huệ của ngài là gần tới viên mãn. Còn mình bây giờ đó nghiệp chướng nặng nề u mê, cho nên mình phải dùng cái đô cho nó mạnh. Chứ còn mình nói nhẹ gì cái tâm mình nó trơ trơ à, mình phải nói một cái câu gì đó mà trong đó nó gục cái mặt nó xuống. Nói một cái câu gì mà mình lựa cái từ mà nặng nhất cái trên thế gian này đó mình đập vô. Còn cái tâm ô mê, dục ái, sân si, bản ngã đó, nói làm sao mà phải sanh lên cái cảm giác, thì cái đó nó mới được. Còn mình nói mà nó trơ trơ vậy, thì cái thắc ý nó không có hiệu quả. Này bắt đầu vào những cái đoạn quan trọng lắm. Chứ thì kheo, thì kheo suy tư quán sát nhiều vấn đề gì, thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Nếu tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về dục tầm, vị ấy từ bỏ ly dục tầm. Khi tâm đã nặng về dục tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về dục tầm. Cái này sâu sắc vô cùng. Nếu mà mình suy nghĩ nhiều về cái vấn đề gì đó, thời tâm của mình á, nó sẽ sanh cái khuynh hướng về vấn đề đó. Nếu mình suy nghĩ, mình cứ nghĩ, mình cứ nhớ, mình cứ tưởng nhiều về dục, thì vị đó sẽ từ bỏ ly dục. Chứ những hình bóng đó cứ khiển ở trong tâm hoài, và cái suy nghĩ đó cứ để cho nó tiếp diễn, những cái cảm giác đó, hình bóng dục đó, suy nghĩ đó, cứ suy nghĩ hoài về cái đó, tưởng hoài về cái đó, thì vị tỳ kheo này, người tu này sẽ rời bỏ ly dục, cái tâm ly dục, những cái suy nghĩ về ly dục. Người này sẽ bị nhấn chìm trong những cái suy nghĩ, cảm giác, tưởng về dục. Người này sẽ bị lún xuống đầm lè của dục. Dục tưởng, dục thọ, dục hành. Những cảm giác về dục sẽ nhận chìm người này. Những hình bóng về dục sẽ bủa vây ám ảnh người này.
Những suy nghĩ về dục sẽ buộc chặt quấn lấy người này, và người này sẽ không thoát ra được, không thoát ra được dục. Tâm nó sanh khuynh hướng về dục, cho nên cái tầm này là quan trọng lắm, là cái sự hướng tầm. Nó rất là vi tế, cái tầm này nó vi tế lắm. Giống như tầm tứ để mình hướng tâm sơ thiền, ly dục, thì cái này là tầm tứ hướng tâm về dục. Cái tâm mà nó nghiêng về cái hướng đó đó, nó suy tầm cái hướng đó, nó tìm kiếm cái đó, cái đó gọi là tầm. Rồi khi nó nghiêng về cái hướng đó đó, nó nghĩ về cái hướng đó đó, tưởng về cái hướng đó, nó suy về cái hướng đó đó, nó hướng về cái hướng đó thì tầm. Nhưng mà khi nó ở trong đó luôn, ở trong đó đó, thì đó là tứ. Nó ở trong đó, nó không đi ra, nó bám chặt vô những cái đó, thì đó là tứ. Thì mình thấy cái con bướm bướm nó bay á, nó hướng về cái bông hoa, thì cái đó là tầm. Mà khi nó đậu vô cái nhị hoa đó, nó đậu vô trong đó, nó hút mật đó, thì nó đậu vô đó gọi là tứ. Thì cái tâm cũng vậy đó, nó hướng về cái vấn đề nào, về vấn đề nào thì gọi là tầm. Nó hướng về dục thì gọi là dục tầm. Nó cái tâm mình nó hướng qua cái vấn đề sân, rồi nó nhớ lại cái hình ảnh của người đó, cái câu nói đó, cái dáng vẻ nó, nghĩ cử chỉ gì đó, nó giận tức cái trong này, nó sân hình ảnh, nó suy nghĩ cảm giác đó. Thì khi mình mới bắt đầu hướng về đó thì gọi là tầm, nhưng mà nó trú vô trong đó để nó vận hành các pháp ở trong đó là gọi là tứ. Đó là gọi là sân tầm. Mà trong lúc đó là mình không có phát giác phát hiện gì hết trơn á, rồi mình là một với nó luôn, mình nhảy vô cho nó, mình ở trong đó, rồi nó thiêu, nó đốt, nó cháy, rồi xong rồi mình nói, mình nghĩ, rồi mình làm, rồi mình bung ra, là hoặc nó đang xâm chiếm, nó đang điều khiển, nó đang chi phối hoàn toàn. Mình là nô lệ cho dục, cho sân, cho hại. Thì cái bản ngã cũng vậy, mình gọi là ngã tâm, tức là cái tâm mà nó nghiêng về một cái tôi, nó suy nghĩ theo cái chiều cái tôi đó, cái người đó nói cái câu xúc phạm đó, hành động như vậy là khinh thường mình đó. Thì cái tâm mà bắt đầu nó hướng về cái đó rồi gọi là tâm. Mà khi bắt đầu nó ở trong đó, bắt đầu để nó phân tích phân tích khi khinh tôi như thế này là có tôi sao, nó làm ra đủ thứ kiểu ở trong đó hết trơn, thì nó ở trong cái đó đó, nó phân tích này nọ cái đó tới. Mà khi mà cái người tu mà nghĩa là tinh vi sắc xảo bén nhạy sắc bén, là tầm mới gì sanh khởi là tôi chặn ngay, tôi thoát ra liền, chứ không để cho tứ nó diễn ra. Chúng ta thấy cái thiền định và cái công phu, cái trí tuệ và cái sự mà định huệ, niệm định huệ là nó sâu sắc, nó bén nhạy vậy á. Tức là cái tâm mình nó mới về hướng, về cái hướng nào thôi là mình chặn liền, thoát ra liền. Còn khi mà nó vô tứ rồi là bắt đầu nó mới biểu hiện ra ngôn ngữ, ý hành trong này. Một khi nó tứ là nó xác định, nó ở trong cái chỗ đó, thì bắt đầu là ý hành nó sanh khởi, khẩu hành nó sanh khởi, thân hành nó sanh khởi, nghiệp sanh khởi, quả báo lãnh đủ. Chúng ta thấy không? Cái bài kinh Đức Phật là tiết lộ cái bí kíp chánh giác của Ngài trong cái bài kinh sống tầm này. Mà có khi mình đệ tử Phật chứ suốt đời mình chưa được nghe bài kinh này. Cho nên phải nghe, phải học, phải chiêm nghiệm, phải thực tập. Những câu này là có gạch dưới đó. Suy tư quán xét nhiều vấn đề gì, thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy.
Người bác sĩ lúc nào họ cũng nghĩ trị bệnh, lúc nào họ cũng nghĩ thuốc men, lúc nào họ cũng nghĩ để cứu người hết trơn. Thì họ suy nghĩ nhiều về thuốc men, về những cái phương pháp trị bệnh. Họ đi tới đâu họ cũng nói chuyện thuốc, sức khỏe. Cái người thợ mộc là tối ngày họ suy nghĩ về gỗ, về cây, về làm này làm kia. Họ nhìn cái cây nào không, rồi cái cây này, cái gỗ này tốt lắm, làm ra cái gì, cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái tượng Phật, cái gì đó. Thì cái tâm họ nghĩ những cái khuynh hướng nó nhiều. Còn cái người mình mà thích xe là đi tới đâu nó cũng nói chuyện xe không à. Cái đó là cái gì? Suy tư quán sát nhiều vấn đề gì thì tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chúng ta thấy không? Rồi cái người tu mà lúc nào cũng suy tư để hướng về cái vấn đề để làm sao đi ra khỏi dục. Thì người này nói cái gì, nói hồi là nói bất tịnh, nói hồi là nói 32 thể trược, nói hồi là nói chín giai đoạn tử thi, nói hồi là nói những cái để mà đi ly dục, ly tham, ly ái. Mình nghe cái người đó nói chuyện thì mình biết cái tâm người đó hướng về cái gì, khuynh hướng người đó là cái gì. Chỉ cần nghe thôi là mình biết. Họ nói tới nó luôn, nói tới nó luôn, họ lại nói lại cái chỗ đó. Họ nói đi, nó qua, nó lại, nói họ lại, nói lại cái chỗ đó. Họ nói cái gì đó họ cũng quay lại cái chỗ đó, là tâm họ khuynh hướng cái đó. Giờ mình coi thử coi trong tâm mình đó, cái hướng là hướng gì. Như lại nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ. Lại là cái hờn trách, trách móc. Chứ lại không thấy nói pháp ly tham, không nói pháp giải thoát, không nói tăng thượng giới định tuệ. À lại đã sổ ra, chừng nào học kinh thì lúc đó mới nói kinh. Còn lúc không có học là cái ông này ô cha, nó bắt mùi. Nó còn hơn là cái hũ mắm. Cái đó là nhục lắm, xấu hổ lắm. Hũ mắm di động, mắm cá, với miền Tây có mắm gì? Mắm gì mà hôi nhất với miền Tây, cá lóc hả? À? Đi tới đâu nó bốc mùi thì đó. Còn này nếu mà bây giờ lúc nào cũng hướng về cái tâm từ hết trơn, đi đến đâu là nó tỏa ra cái hương thơm. Thấy chưa? Nhớ học thuộc cái câu này. Tỳ kheo suy tư quán sát nhiều vấn đề gì, thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Khi tâm nó nặng về dục tầm thì vị ấy từ bỏ ly dục tầm. Chứ tỳ kheo, nếu tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về sân, về hại thì cũng vậy. Giống như vào cuối tháng mùa mưa, khi mà về mùa thu thì lúa đã trổ hạt, một đồng mới chăn giữ bò, mới cầm cái roi đánh các con bò bên này, đánh nó bên kia, chế ngự chúng, ngăn chặn chúng. Tại sao vậy? Các tỳ kheo về một đồng thấy là do nhân duyên này đưa đến sự chết, sự tù tội, sự đánh đập hay là sự trách móc. Cũng vậy, ta thấy sự nguy hại, sự hạ liệt, sự quế nhiễm và các pháp bất thiện. Và ta thấy sự viễn ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các thiện pháp. Thấy không? Đức Phật phân là hai cái nhóm mà thiện và bất thiện rất là rõ, và Ngài tuyên dương cái thiện. Ta thấy sự viễn ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các thiện pháp. Đây nói gọn à, nó nhiều lắm. Sự an lạc, sự hạnh phúc, sự hỷ lạc, sự thanh tịnh, sự giải thoát, sự lợi ích, sự viễn ly của các thiện pháp, lợi ích tốt lành. Ta thấy cái điều đó. Ngài ngài đưa cái ví dụ làm sao? Khi mà
tới cái mùa thu hoạch đó, sắp tới mùa thu hoạch là một đồng nó chăn giữ con bò nó cầm roi đánh đó, đánh bên này bên kia chế ngự nó ngăn chặn nó, tại vì con bò đâu bò nó thấy lúa của người ta, lấy thấy mạ của người ta, nó nhào vô nó ăn. Mà nó ăn như vậy thì nó sẽ một đồng bị sao, bị đánh đập, bị trách móc hay là tù tội và có khi chết nữa. Chúng ta thấy không, rất là dễ nói qua nói lại lấn một hai tấc đất, một hai cây cà phê cũng có thể xảy ra mất mạng như thường. Cho nên là vì một đồng nó sợ bị trách móc, bị đánh đập, bị tù tội hay là bị sợ chết, cho nên một đồng đó là phải là cầm roi đánh nó không bỏ, đánh bên này đánh bên kia ngăn chặn nó hết trơn. Thì cũng vậy, người tu là chăn cái tâm của mình, chăn cái con bò hoang, con trâu hoang ở trong tâm của mình. Nó gặp lúa mà nó gặp lúa là nó nhào vô, nó xơi, nó không bất kể, nó có biết gì đâu, nhập nhào vô xơi, nó ngu si mà, nó si mê mà. Hãy gặp những cái đối tượng sắc thanh hương vị xúc là nhào vô, không biết tu là gì, rồi nó sẽ bị trách móc, bị đánh đập, bị tù tội cho đến bị mất mạng, đến chết. Nó không biết chăn cái tâm. Thì cũng vậy, người tu là người phải biết chăn giữ cái tâm của mình, kiểm soát tâm mình, phòng hộ, bảo vệ tâm mình, ngăn chặn tâm mình, chế ngự tâm mình. Chứ không phải tu là cứ để đó vậy, hoặc là để cho nó tự nhiên hết đi. Cái này là hoàn toàn không phải giáo pháp của Đức Phật. Có những người quan niệm tu cứ để tự nhiên thì đi tự nó xong là nó diệt, vậy thì còn tu gì nữa. Thì dốc hết sức lực mình ngày đêm mình tinh tấn nỗ lực tu tập, mà dục nó còn quậy mình, nó xâm chiếm, nó phá mình, nó hoành hành mình, sân nó còn đốt cháy mình, bản ngã nó còn là trùm phủ mình hết. Mà bây giờ mình nói tu cứ để tự nhiên vậy thôi, tự nó sanh là nó diệt rồi, vậy thánh đạo thánh quả không còn rồi. Vậy là không có dục, không có dục như ý túc gì hết trơn, không có tinh tấn như ý túc, không có tâm như ý túc, không có tư duy như ý túc gì nữa hết. Vậy thì không có tứ chánh cận gì hết trơn, phải nỗ lực để diệt tất cả các ác pháp, mà nỗ lực mà làm cho sanh tất cả các thiện pháp. Thì vậy chánh cận của Phật sụp đổ hết, tứ nghĩa túc của Phật sụp đổ hết, mà vẫn có những người đề xướng tu kiểu vậy. Cái sân nó rõ lên, cứ để nó nhìn nó thôi rồi tự động nó sẽ diệt thôi, hoặc là cứ để mặc kệ nó dục cũng vậy đó, nó sanh là nó sẽ diệt, thành ra hết sức là nguy hiểm, hết sức là nguy hiểm. Ta chứ thì kheo cũng vậy, ta thấy sự nguy hại, sự hạ liệt, sự quý nhiễm của các pháp bất thiện. Đức Phật dùng những cái từ thấy không, mà nó cho mình sanh cái cảm thọ lên được đó. Sự nguy hiểm và tác hại, sự hạ liệt tức là sự hèn hạ thấp kém, sự nhục nhã, sự tồi bại của các ác pháp. Mình phải chửi mình vậy đó, nó sanh khởi sân lên, sanh khởi dục lên, sanh khởi bản ngã lên, mày có tồi bại hay là không. Mày đi vô mày nhìn cái gương đi, cái đầu trọc của mày đó, mày nhìn đi, cái bát mày ăn xin đây nè, mày ngã mạn với ai, mày lên mặt lên mày với ai, hay cái đồ thối tha không biết xấu hổ. Mày dùng những cái từ cho nó mạnh, nó sanh cái cảm giác, mày gục cái đầu, nó cúi cái đầu, nó hạ thấp cái đầu nó xuống. Nó như lý thức ý không, chứ tỳ kheo cũng vậy, ta thấy sự nguy hại, sự hạ liệt, sự quý nhiễm của các pháp bất thiện, và ta thấy sự viễn ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các thiện pháp. Cho nên công thưởng tội trừng, mình phải như lý thức ý, mình tu mà được cái gì cái là mình cho nó thưởng,
mà tác ý cho nó hân hoan, cho nó phấn khởi, cho nó hỷ lạc lên, vui lên. Còn nếu mà mình thấy mà cái ác pháp sanh khởi là mình mạ lị nó, mình mắng nhiếc, mình chửi rủa nó, trong tâm của mình xử nó, công thưởng tội trừng. Chứ không phải trời hoài vậy tu, hỏi 3 năm hỏi là trời cũng thấy vậy, 7 năm gặp đợi rồi tu cũng thấy vậy, 15 năm gặp đợi tu tôi có biết cái gì đâu. Gì chứ, nó thấy được tâm mình, nó có nhìn thấy được lậu hoặc đâu. Đó, bây giờ mới là ngài mới nói cái phương diện thứ hai nè. Chứ thì kheo, trong khi ta sống không có phóng dật, tinh tấn nhiệt tâm tinh cần như vậy đó, khi mà những cái tâm niệm mà lìa dục á, nó sanh khởi là những cái suy nghĩ mà xa lìa dục khởi lên, ta liền biết bằng trí tuệ. Cho nên buổi tối mình coi quán bất tịnh, mình những hình ảnh đó rồi mình như lý thức, đó là lý dục tầm khởi lên. Thì khi mà nó khởi lên như vậy đó này, các tỳ kheo, ta liền biết bằng trí tuệ như vậy, cái suy nghĩ mà lìa dục này khởi lên đây ta, tức là trong tâm ta nó sanh khởi là những cái suy nghĩ mà muốn nhàm chán, muốn xa lìa cái dục đó, sanh khởi lên là ngài biết ngay lập tức bằng trí huệ liền. Ngài biết ngài có cái hành đó, cái ý hành đó, có cái suy nghĩ đó, và đó là gì? Ngài suy nghĩ tiếp tục là cái sự lý dục này, những cái suy nghĩ lý dục này không có đưa đến hại mình hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không phải là phiền não, đưa đến niết bàn. Cho nên những cái suy nghĩ mà lý dục là phát triển mạnh lắm. Suy nghĩ nhàm chán, cái đống thịt máu tanh hôi này, càng suy nghĩ nhiều chừng nào thì càng tốt, mà không sao. Nhưng mà nếu như mà nó cứ căng thẳng thì mình phải biết cân bằng chỉ quán. Nhưng mà cái quán là phải nhiều, tại vì cái tâm ô mê của mình nó nặng lắm. Cho nên cái quán nhiều lên, đặng nó tẩy rửa cái gì? Cái tà kiến về ngũ uẩn, cái kiến chấp, cái thân kiến. Nên cái pháp quán là nó tẩy cái đó. Rồi mới dùng cái chỉ định huệ cân bằng chỉ quán song vận, song song vận hành. Lúc đầu mình thấy tâm mình nó dao động quá thì mình chỉ. Lúc đầu mình thấy nó ù lì quá mình khởi quán. Mình phải biết mình là một cái người là thợ khéo ở trong tâm thức của mình. Mình điều điều chỉnh, mình điều hòa. Làm sao để cho nó cân bằng? Mình phải biết lúc đó cần cái gì, cần cái gì, cần cái gì. Phải biết. Nên chư tỳ kheo, nếu ban đêm ta suy tư quán sát về ly dục tầm, những cái suy nghĩ về ly dục, không phải là từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi. Nếu mà ban ngày ta suy tư quán sát về ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi. Tức là ngài nói ngài quán sát về cái sự mà lìa dục á, thì á là ngài không có cảm thấy sợ hãi, tức là ngài bình an, lợi lạc lợi ích của cái sự mà quán sát để mà ly dục là sự bình an. Sự bình an ngài không có sợ hãi. Chư tỳ kheo, nếu ban đêm ban ngày ta suy tư quán sát và ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi. Vậy thì chúng ta thấy trong cái câu này là ngài quán rất là nhiều. Ban ngày ngày quán, ban đêm ngày quán, ngày đêm ngày quán về cái ly dục, tác ý suy tư quán chiếu làm sao để đi ra khỏi dục. Và ta suy tư, ta quán sát quá lâu đầy
thân ta có thể mệt mỏi, mà khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động, mà khi tâm bị dao động thì rất khó được định tĩnh. Chư tỳ kheo, rồi tự nội tâm ta trấn an, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi dao động. Đây là ngày điều hòa quân bình chỉ quán. Khi ngài quán nhiều như vậy rồi đó, thì ngài cảm thấy là ta quán sát lâu á, thì thân ta có thể mệt mỏi. Mà thân mệt thì tâm bị dao động, mà tâm dao động thì nó không có được định tĩnh. Thì như vậy thì sao? Ta rồi đó, tự nội thân ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Tức là ngài không quán nữa mà ngài chỉ. Mm-hmm.